cảnh rất quan trọng, cảnh chụp ảnh couple cặp đôi. Trời ơi, chụp cùng nhau đấy bạn. Ui trời ơi. Video chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Ok, lo chuyện trở lại kênh chuyện của sao lại ra nẻ luôn mọi người. Và hôm nay mình xin thông báo cho mấy bạn fan yêu nghĩa của Sammy Đào và Phong cần một team siêu đặc biệt luôn. Trời ơi, tôi nghĩ đây là clip siêu đặc biệt. Đặc biệt. Đó, kỷ niệm 4 năm mà có cái này hơi bị đặc biệt luôn mấy bạn. Thì tụi mình chính thức sẽ... Làm gì Phong? Làm đám cưới. Yeah. Nhưng mà không phải trong Minecraft nữa, nhưng mà ở ngoài đời luôn nha. Và clip này các bạn nên xem cuối video để xem quay tụi mình tổ chức đám cưới như thế nào nha. Ơi, cảm động quá. Sao vậy? Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới. Tôi đã có thể làm đám cưới với Sam. Tôi sẽ tặng cho Sam 9.999 đó hoa hồng. Để tôi xin tôi đếm cho đủ nha. Trời ơi, thôi ơi, ông đếm xong là tôi làm xong clip luôn á. Ok mọi người ơi, thì bây giờ mình sẽ xây một cái đám cưới nho nhỏ trong Minecraft nha. Rồi ông sẵn sàng chưa? Trời ơi, tôi chắc chắn là ông sẽ có khói luôn. Rồi bây giờ xây luôn nè. Bây giờ tôi sẽ xây một cái đám cưới nho nhỏ dành cho Phong và tôi ở giữa làng luôn. Rồi bây giờ ông xây đi. Ông xây cái gì cho Dũng đám cưới đi. Đó trời ơi, tôi không ngờ ngày cũng tới bạn ơi. Bây giờ xây trong Minecraft, bây giờ có ngoài đời luôn chứ bạn. Tôi chịu fan nha, có ai chịu fan nhá. Sao biết đào không cần không? Nên đừng quên cơ mà biết sao biết nha. Cưới thì cưới luôn. Thấy chưa? Không có nói nhiều. Đây, đó bây giờ tôi sẽ xây ngoài đó để xây hoa đó. Từ từ, nếu mà cưới nhau rồi tôi phải gọi ông bằng gì? Đâu phải gọi bằng gì ta? Phong với Sam đó đúng không ta? Từ người cưới nhau rồi gọi bằng gì Phong? Gọi bằng gì? Gọi bằng hả? Gọi bằng bà già, ông già. Gì giống như vậy? Thì ơi, ủa cưới nhau là kêu bằng bà già, ông già hả? Đúng không? Đúng rồi, bất ngờ chứ bà già. Ồ, bất ngờ chứ ông già. Ông già đang làm gì ông già? Hả? Tôi đang xây nè. Ủa mà khoan từ, hình như cái đó là cách mà gọi là ông bà tôi nói chứ không phải là người ta nói. Đúng rồi, thường tôi nhớ là người ta cưới nhau người ta nói bằng cái gì kìa. Nói bằng cái gì, bằng cái gì kìa, hiểu không? Thôi thôi, để mấy bạn tự comment đi. Đúng rồi, mấy bạn ơi, cưới nhau người ta gọi bằng cái gì đừng quên comment gì sao biết nha. Đó, tí là cưới rồi mình nói, còn bây giờ chưa cưới đâu. Trời ơi, nghĩ suy dễ bạn. Trời ơi, tôi yêu hiểu sao tôi làm cái clip này tôi cảm giác tôi nôn nao quá. Thường mà đám cưới là mình phải chụp ảnh cưới đúng không? Bây giờ mình phải có camera chụp ảnh cưới đó, ghi lại khoảnh khắc gọi là đẹp nhất lịch sử trong Minecraft đó, cặp đôi gọi là Minecraft yêu trong Minecraft và ngoài đời, à cưới trong Minecraft và ngoài đời đó. Chất trời chưa, tôi nói thật đây clip là clip cực kỳ đặc biệt luôn các bạn. Tôi nghĩ đây là clip độc lạ nhất luôn á. Trời ơi, không tin được luôn á. Rồi ok, đây đặt cái camera đây quay. Ui trời ơi, tía đứng đây quay cảnh chỗ là quá đẹp luôn. Tôi đặt nhiều cái nha Phong. Đó, đặt mấy cái camera Phong ơi, đặt mấy cái. Tôi đặt 3 cái á, được không? Đủ không? Dư không? Đây. Được. 3 cái camera này đó. Đó, quá đẹp luôn. Ê tí đi, mặc đồ cô vô chú rể cho đẹp nha, không có mặc đồ này nha. Đó, mặc đồ đoàn hoàng chưa? Ừ. Mấy nữa tôi mặc cái quần đùi hồng á cho nó đẹp. Chú gì? Trời đất, quần đùi hồng. Trời ơi, đám cưới tôi mà ông mặc quần đùi hồng là sao? Kỳ vậy? Ủa, tôi thấy quần đùi hồng đẹp mà. Trời ơi, trời. Người ta đám cưới người ta mặc áo vest trắng đồ, ông mặc quần đùi hồng làm gì? Trời ơi. Nghĩ sao vậy? Tôi thấy mấy bạn fan kêu tôi mặc quần đùi hồng nhìn dễ thương cho nên là tôi tính mặc quần đùi hồng luôn á. À, cũng được, cũng được. Tôi thấy cũng hay. Đó, ông tin là tí nữa. Ủa, được không ạ? Tôi nói giỡn được không bà nội? Thì đó, ông muốn người ta cho đó. Ông thử mặc quần đùi hồng đi lên nha. Tôi mặc đẹp quá trời đẹp là thiên nga nha. Còn ông mặc cái quần đùi hồng là như quái vật hay là thiên nga mà quái vật nha. Ông muốn không? Mấy bạn là cắt clip TikTok nha, đừng đùa. Bây giờ ông mà làm cái gì đó mà sai sai, ông mà làm gì đó mà gì ta sợ xíu thôi là mấy bạn lên TikTok liền đó, đừng có đùa đó. Đây coi nè, đó xây là phải xây như tôi đó, phải đẹp như thế này chứ ai xây như sao mà nãy xấu quá. Vô duyên, bây giờ tự nhiên chê tôi. Vô duyên, bây giờ tôi xây thêm cho đẹp nè. 1 hour later. Cô dâu Sammy Đào, trái tim chú rể Phong Cần. Cha 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 cha, tụi mình đã hoàn thành xong cái lễ cưới của tụi mình mấy bạn ơi. Đó, có trái tim, có hoa, có camera để chụp lại khoảnh khắc và có gì đó, có cái đường để mình đi đó. Cái okay. Từ từ Phong ơi, Phong ơi, hình như thiếu đúng không? Hiểu đúng không? Trời ơi, làm ăn này là thua rồi. Trang trí cho cô coi. Cái gì? Nè, tính ra tôi trang trí xong rồi bà kêu tôi sửa lại cho nên nó mới bị thiếu á nha. Trời ơi, thấy ông chưa gì? Tôi chưa mà đã thừa cho mình rồi, mấy mốt mà giờ cưới về cái đã thừa mình chỗ nào nữa các bạn. Ủa? Cái gì lỗi cho mình. Từ từ. Ai sai? Giờ ai sai? Rồi tôi sai, tôi ai sai? Ông đúng á. Ai sai? Ông sai, ông sai rồi. Ông đọc lại quy tắc của tôi sao? Đọc lại quy tắc coi. Quy tắc lại như thế nào? Ok, Phong Phong luôn sai, Sammy luôn đúng. Nếu như Sammy sai thì coi như Phong cũng sai. Không, Sammy sai đọc lại điều 1, hiểu chưa? Điều Sammy sai đọc lại điều 1, nhớ chưa?
học thuộc chưa? Okay. Mệt ghê nhá. Rồi. Mệt ghê đối bạn ơi. Rồi bây giờ không cần nói gì nữa, bây giờ chúng ta cùng thay áo quần cưới và bắt đầu cưới thôi nào. Let's go, đi cưới thôi. Điều mà các bạn hóng chờ nhất đó chính là cưới ở ngoài đây thế nào. Phong ơi đi thôi, cưới đi chờ chị đi. Yeah. Và đây là concept trước khi mình chuẩn bị chụp ảnh cưới mọi người ơi. Đó, hôm nay mình và Phong cần hóa thân thành cô dâu hoa và chú rể hoa. Đó, nhìn Phong ghét không? Đó, ghét quá trời ghét luôn. Nhưng mà rất dễ thương luôn. Các bạn thấy như thế nào? Đừng quên comment mình về sao biết nha. Rồi trời ơi, sắp được chụp rồi, hóng quá trời luôn. Ui, hóng à. Đây, đây là Sam đang chuẩn bị làm cô dâu hoa mấy bạn ơi. Đó, dễ thương chưa? Trời ơi, tôi nói gắn mấy bông hoa này hơi bị cực nha. Nhưng mà được cái xinh đẹp mấy bạn. Ôi, nhìn dễ thương quá. Đó, đây, cô dâu Sammy Đào chuẩn bị lên thớt chụp ảnh siêu xinh, siêu đẹp. À, bây giờ Sam sẽ bắt đầu chụp ảnh mấy bạn ơi. Đó, đầy đủ, chụp kiểu nào cũng chụp. Ôi, nhìn cái đoạn này chụp nhìn đúng chiêu luôn mấy bạn ơi. Nhìn nào, ôi, nhìn đáng yêu cực. Đó, mấy bạn thấy sao? Như một nàng thơ vậy. Trời ơi, nhìn thích thích dễ sợ luôn á. Tên ơi, lúc nhận ảnh mình không nhận ra mình luôn mấy bạn ơi. Trời ơi, ảnh quá trời đẹp luôn. Ui, nhìn xinh cực. Và tiếp theo, cô dâu Sami Đào cùng với chiếc đuôi cá dài 80m. Đó, mấy bạn thấy dài không? Quá trời dài luôn. Trời ơi, nhìn kìa, mặc váy cưới rồi mặc ôm vào một đè đó kìa, bạn thấy không? Trời ơi, mặc ghê luôn à. Đó, thì bây giờ là đến lượt của Phong Cần chụp mấy bạn ơi. Đó, đây, Phong Cần TV đang tỏ vẻ đẹp trai, ngầu lòi, nhất vũ trụ, thế giới điện ảnh may mắn. Đó, ok. Thôi, nhưng mà tôi đứng bên cạnh rồi nên tôi đẹp hơn rồi. Và đây là cảnh rất quan trọng, cảnh chụp ảnh couple, cặp đôi. Trời ơi, chụp cùng nhau đấy bạn. Ui, trời ơi, ông suýt hôn tôi bạn ơi. Trời ơi, ông này sơ hở, nó sơ hở là nó thể hiện đó. Đó, trời ơi, nhìn dễ thương dữ không. Rồi, đoạn này tôi nhìn mà tôi còn cười xỉu đó. Còn Phong Cận đang cố gắng nhìn mà nhìn không được đấy bạn. Trời ơi, dễ thương cực. Thank you.
Mày ơi, bây giờ chúng ta cũng cưới thôi. Không à, cưới chưa? Cưới thôi. Rồi. Dạ. Có ai đọc giúp mình không ta? Và có ai nào đọc giúp mình cái câu đó được ạ? Có. Dạ. Không à. Dạ. Còn có muốn lấy Nguyễn Thị Sa? Ôi, Nguyễn Thị Sa. Sao đi nào? Sai rồi. Còn có muốn lấy Sam Mì Đào làm vợ không? Dạ, con muốn ạ. Sam à. Dạ. Con có muốn lấy Phong Tận làm chồng không? Dạ, muốn ạ. Được rồi, ta tuyên bố hai con chính thức sẽ trở thành vợ chồng.